Nếu các bạn đang tìm một con xe để đi chợ thì hãy đến ngay siêu thị ô tô Hà Nội. Hôm nay Quang Béo lại mang tới cho các bạn một con xe để đi chợ nha. Siêu thị ô tô Hà Nội 389 nằm giữa lòng Sài Gòn, địa chỉ 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách 1 km bến xe miền Đông được đi lại thôi. Và bắt đầu vào chuyên mục rồi. Đây, hôm nay Quang sẽ giờ cho các bạn hai siêu phẩm dùng để đi chợ thôi. Mazda 3, một xe thì là sản xuất 2016, một xe là sản xuất 2021 nha. Màu trắng rất là đẹp luôn. Thì bây giờ sẽ review con này trước đi. Những cái con nào mà giá thành rẻ hơn mình review trước. Một con xe Mazda 3 màu trắng, con này là sedan nha các bạn. Xe mang biển số Đồng Nai, biển số quá đẹp luôn, 36394 là Tài Lộc Tài, Vĩnh Cửu bốn mùa, thấy không? Biển số quá đẹp. À, mặt ga lăng viền rơm nè. Đó. Đây mọi bạn cùng anh đây. Cũng có cả đèn gầm luôn. Về phần đèn trên đây, đèn của chúng ta là đèn bi rồi test to ha. Đó. Ok, dưới đây. Xe thì được sở hữu là mâm đúc nguyên khối nhưng mà đã được chủ người ta sơn lại màu đen, lớp Bridgestone. Thông số kích thước lớp là lên tới 205/60, R16 thì như những video chúng mày đã nói, mâm nhỏ, lớp to thì đi sẽ êm ái hơn. Gương gạch chỉnh điện có tích hợp xi nhan báo rẽ, có cả cửa sổ trời nè. Xe đã được dán phim cách nhiệt nè. Đó. Rồi có cả viền rơm nè. Đó, cũng có cả một cái nút bấm mở khóa cửa ở đây luôn. Đây, mời các bạn cùng ra đằng sau với Quang. Về phần đằng sau xe của chúng ta là được sở hữu là đèn hậu nè, là đèn bóng halogen hết ha, nhưng mà được thiết kế kiểu cách rất là đẹp. Mazda 3 nè, đó, ok. Động cơ mới SkyActiv Technology ha. Ở đây của chúng ta cũng có cả camera lùi luôn nha các bạn. Đây, vào giờ Quang sẽ mở kính cho các bạn xem ha. Xe được, đây là bản sedan nên xe được sở hữu một cái cốp khá là to ha. Đây, ở đây thì xe mới về, bên Quang chưa kịp dọn luôn nên quay cho các bạn xem luôn, quay chung với cặp con màu đỏ kia. Đây, mâm của chúng ta vẫn gọi là mâm sắt này là theo tiêu chuẩn an toàn của châu Âu, đúng không? Người ta sẽ, cái mâm này nó sẽ nhỏ hơn cái mâm ở ngoài nha, là để nhắc nhở mình là phải đi vá cái bánh kia đi. Đó, lớp thì còn rất là sâu ha, lớp này là hạ rồi nhưng mà vẫn còn rất là sâu ha. Đó, ok. Đồ nghề bánh sơ cua đầy đủ hết, không thiếu cái gì luôn. Cũng có cả hai cái nút để chúng ta có thể gặp cái hàng ghế bằng vô nha. Ở đây cũng có cả sấy kính nữa các bạn. Đó. Ok, vào giờ Quang mời các bạn cùng vào bên trong khoang nội thất nha. Về bên trong khoang nội thất của chúng ta, xe được sở hữu đầu tiên đó chính là cái chân. Chân của chúng ta là chân màu be. Thì chân sáng thì giúp cho cái xe sẽ sang chảnh hơn, nhưng mà các bạn phải giữ kỹ tại vì nó sẽ khá là dơ nếu như mà chúng ta không giữ kỹ ha. Đó, rất là sang xe, rất là sáng xe. Ghế da nè, ghế da rất là đẹp luôn. Đây, cũng có cả những cái viền chỉ đỏ nè. Đó, các bạn giờ mình thấy không? Đó, chỉ đỏ rất là đẹp. Cũng sàn của chúng ta cũng được chủ người ta trang bị một cái sàn simili. Đó, màu nâu. Rồi, đây các bạn có thể giờ mình thấy không? Quay ngồi khá là rộng rãi ha. Mazda 3, tuy là ngồi đằng sau nhưng ngồi cũng khá là thích, khá là ok. Đó, ở đây cũng có cả một cái cửa sổ như lúc nãy Quang đã nói. Đây là cửa sổ trời ha. Các bạn xem coi có cái con xe nào mà nằm trong phân khúc C mà giá rẻ mà có cửa sổ trời như con này không? Giá con này quá rẻ. Con này các bạn mua con này giá chỉ loanh quanh khoảng 400 mấy chục triệu thôi, sorry các bạn. Đó, 400 mấy chục triệu thôi. Đây, tay nắm cửa, mở cửa cũng được làm viền nhôm nè. Đó, rất là đẹp ha, cũng có cả chỉ đỏ luôn nè, da nè. Đó. Xe thì ngồi khá là rộng rãi rồi. Đó, các bạn có thể thấy không? Ngồi cực kỳ thích luôn. Và bây giờ chúng ta cùng lên hàng ghế tài đi. À. Xe của chúng ta được sở hữu đây là đời nè, đời 2016-17 nên cả hai ghế của chúng ta vẫn còn là ghế chỉnh cơ nha, không được chỉnh điện. Đây, để Quang sẽ đề máy cho các bạn xem. Đây, vô lăng bọc da rất là đẹp nè. À, vô lăng được bọc da nha, mà còn rất là đẹp luôn. Đây, chủ người ta có ốp cái miếng này vô. Xe thì ô đô chỉ mới có 76.000 cây thôi. Đó, thấy không? Cũng có cả lẫy số trên vô lăng nè. Có cả con này thì đời này chưa có auto đèn, chưa có auto gạt mưa, nhưng mà chúng ta sẽ có gương gạch chỉnh điện. Đây, bạn thấy không? Đó, Quang đang gặp lại. Đó. Cũng có cả màn hình để chúng ta có thể nghe nhạc, nghe âm thanh giải trí đầy đủ, la liếc đồ. Dàn lạnh còn rất là mát ha. Còn trang bị một cái miếng thơm xe, cục dầu thơm xe thôi. Rồi ở đây chỉnh dàn lạnh nè, làm cũng rất là đẹp. Đó, đây chìa khóa xe. Đó, thì ok, những cái nào mà bên Quang xử lý được thì bên Quang sẽ ráng xử lý đẹp nhất cho các bạn ha. Đó, giống như cái cần số này sẽ ráng xử lý cho các bạn đẹp nhất. Rồi, một cái hộc để kiến.
Thôi, đèn đuốc đồ đầy đủ hết đây. Cửa sổ trời vẫn còn hoạt động bình thường. Chỉ có chạm mở thôi, không có chạm đóng nha. Chạm đóng thì là chúng ta phải giữ luôn. Còn chạm mở chúng ta một chạm. Những cái con xe nào còn không giống như vậy. Còn một cái bệ ti tay thôi. Đó, ok. Thì đây các bạn có thể thấy Quang đang ngồi không? Đó, như hồi nãy Quang ngồi đằng sau là Quang không hề. Quang chỉ lùi nhẹ cái ghế tí thôi. Đó, ngồi đằng sau khá là rộng rãi ha. Đây, xe thì báo đầy đủ tính năng, báo luôn cả là mức xăng này còn chạy được bao nhiêu km nữa. Rất là thích hợp để cho các bạn nữ đi chợ nha. Đó, ok. Thì bây giờ chúng ta cùng ra khoang động cơ đi ha. À, quên nữa, ở đây tắt lô các bạn có thể thấy không? Màu đen bóng nè, màu đen của Beno rất là đẹp luôn. Đó, ok. Tông, nói chung là nói về Mazda thì làm nội thất khá là tỉ mỉ rồi, không cần phải bàn cãi về nội thất nữa. Và bây giờ chúng ta cùng ra khoang động cơ nè. Về bên dưới khoang động cơ thì xe được sở hữu đó chính là một khối động cơ 1.5 Technology Acti. Động cơ mới của nhà Mazda, sorry bạn. Nói Toyota. Nhà Mazda nha. Đó, xe mới về chưa kịp dọn luôn. Động cơ rất là êm ái. Đây, ốc nắp capo còn nguyên zin nè, sùng chỉ nguyên zin nè. Những cái lỗ tròn còn rất là đẹp luôn. Xe thì Quang sẽ bao cam kết cho các bạn là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước, động cơ số nguyên zin. Cam kết bằng văn bản luôn nha, nên các bạn cứ yên tâm. Đó, ốc chân máy rất là đẹp luôn. Xe này thì bên Quang sẽ bảo hành cho các bạn lên tới 3 tháng 5.000 cây động cơ hộp số nha. Ok. Và bây giờ là tới tiết mục quan trọng đây. Để sở hữu một con Mazda 3 sản xuất 2017. Một cái con xe màu trắng rất là đẹp luôn, Mazda 3 sedan để đi chợ. Các bạn chỉ bỏ ra một số tiền 455 triệu thôi nha các bạn. Một cái con số tiền khá là nhỏ nhoi ha. Đó, và hiện tại xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Hà Nội 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bạn đang có nhu cầu tìm một con xe đi chợ thì hãy tới ngay siêu thị ô tô Hà Nội nha. Và ok, hãy cho Quang xin một like, một share cũng như một lượt đăng ký. Nhớ nhấn vào nút thông báo bên đây để nhận được những video mới nhất từ siêu thị ô tô Hà Nội. Và hiện tại bên Quang đang còn rất là nhiều loại xe nữa. Nếu các bạn đang có nhu cầu quan tâm mẫu xe nào thì hãy đến ngay siêu thị ô tô Hà Nội. Bên Quang còn mua và đổi xe nữa. Thì nếu các bạn đang có nhu cầu bán hay là đổi xe cứ liên hệ bên Quang. Bên Quang sẽ mua giá cạnh tranh nhất ha. Và ok, nếu các bạn hết video này thì hãy cho em xin một like, một share như một lượt đăng ký nha. Nhớ nhấn vào nút thông báo bên đây nha. Xin nhắc lại một lần nữa. Và các bạn cũng xin kết thúc video Mazda trắng ở đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục quay con Mazda 3 màu đỏ nha.